Minh Toàn xin trân trọng mến chào cô chú và các anh chị. Chúc cô chú và các anh chị xem video vui vẻ và chúc cô chú anh chị cùng gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Hiện tại mến thưa cô chú và các anh chị, Minh Toàn đang đứng ở tại đây là cái quảng trường của khu vực Sun World Quảng Ninh, và khu vực này là đang xây dựng. Đây là phía trước của quảng trường. Đường đằng trước chúng ta là đường Hạ Long. Và đây là cái khu quảng trường đã xây dựng, và hôm nay Minh Toàn sẽ mời cô chú và anh chị chúng ta lên cái khu quảng trường này, xem cái khu quảng trường này nó như thế nào, để sau này nó đi vào hoạt động rồi chúng ta có một cái dữ liệu và biết được là nó xây dựng cái khu này nó rộng như nào luôn, mà mọi người đi qua đây thấy rất là rộng luôn. Những cái gốc hố này là hố để chờ trồng cây. Đấy, chờ trồng cây và đi các đường điện. Wow, trên này rất là rộng luôn. Đó. Wow, trên này rộng thế nhỉ. Rộng quá luôn ạ. Đây là không biết là khu quảng trường hay là khu gì. Chú ơi, cho hỏi đây là quảng trường hay là gì chú nhỉ? Đây là quảng trường mặt trời. À, quảng trường mặt trời. Dạ. Cái này thì đến khi nào xong chú nhỉ? Nếu mà tốc độ thi công này khả năng mùa hè năm 19 này. Dạ. Rộng. Dạ. Sau này là hoạt động ở bên trên. Trên này. À. Còn bên dưới là các cái nhà hàng, các cái nơi. Dạ. Dạ. Cháu cảm ơn chú nhé. Dạ. Dạ. Ở đây đang lát gạch. Quảng trường khá rộng luôn. Anh ơi, người ta chừa cái vòng tròn đấy sau này làm gì anh nhỉ? Hả? Chắc trồng cây nhỉ? Trồng cây hoặc là... Cái này là bao nhiêu tầng hầm ấy? Một tầng hầm ấy? À. Đây, chắc đường xuống tầng hầm kia nhỉ? Đúng rồi nhỉ, cái này chắc hè năm tới đây là chắc để đi vào hoạt động này. Rồi, cảm ơn anh nhá, em đi dạo vòng. Vâng, em đi chơi em quay vòng luôn. Đây là cái đường xuống cái khu hầm. Đó. Đường xuống khu hầm đây. Dưới hầm thì khá là rộng, trên mặt bằng này rộng bao nhiêu thì dưới hầm rộng bấy nhiêu. Và cái khu này chỉ là một tầng hầm thôi, cũng không có nhiều tầng hầm. Đây, không biết là chừa các cái này để sau này sẽ làm gì đây. Wow, đứng trên khu này nhìn ra cái đường đằng trước cũng rất là đẹp luôn không? Đấy, có cái quả núi xa xa cũng rất là đẹp luôn các anh chị. Mà khu này không biết là đang xây dựng là cái khu gì được các anh được xây. Ở đâu? À, các tụ này không biết là xây để làm gì nữa nhỉ? Chỗ nào? À, gạch được ghép theo như một cái đường cong như này. Ok. Rất là đẹp. Là khu đang xây dựng các cái trụ, không biết là trụ này để làm gì. Khá là rộng luôn, đi được hết khu này khá là mỏi chân đấy. Đây, và chúng ta nhìn thẳng phía này là phía bãi tắm của bãi cháy này. Đấy. Phía dưới đấy là biển, bãi tắm bãi cháy luôn.
Và khu vực vịnh thì nó nằm ở khu vực này. Chúng ta nhìn ra khu vực này là khu vực vịnh. Quảng trường này thì vừa rồi chú đấy, chú không biết là nói quảng trường gì, mình toàn quên mất tên. À, quảng trường mặt trời. Đúng rồi, khá là rộng. Wow, các cái hốc này làm cái gì? Làm gì đó? À, chắc là hè năm 2019 là cái quảng trường này sẽ đi vào hoạt động rồi. Thì Minh Toàn tin chắc rằng với cái bộ máy của Hạ Long thì cái khu này sẽ là một khu cực kỳ sầm uất sau này. Đây là một cái đường xuống dưới hầm. Chúng ta thử xuống dưới này xem cái gì dưới này nhé. Wow, đây đường này còn tháng này chưa làm lan can. Đây là dưới hầm khá là rộng luôn. Cái hầm dưới này rất là rộng. Và đây được trồng cây được trồng từ dưới này trồng lên luôn. Đây, như cái này là trồng cây dưới này trồng lên luôn. Người ta trồng cây là có kế hoạch hết rồi. Cây này khá là to luôn. Đây phải đường này, đường đi lên trên mặt của quảng trường. Quảng trường mặt trời, như cái chú vừa bảo là đây là quảng trường mặt trời. Toàn sẽ chụp lại một cái hình ảnh này. Ok. Và chúng ta đang nghe cái thông báo của ban tổ chức tổ chức xem đá bóng ở Hạ Long ở đây. Bởi vì hôm nay là có cái trận bóng đá Việt Nam gặp với Iran. Đây, toàn cảnh cái khu quảng trường này ở đây. Anh chị ạ. Và trong những ngày qua thì để có thể giảm áp lực cho người dân. Và bây giờ là Minh Toàn xin phép Minh Toàn đi xuống thế giới. Đường đi ở đây thì được thiết kế bằng không phải là bậc thang, mà cái đường này là đường dành cho những cái người khuyết tật, những cái xe khuyết tật hoặc những cái đưa những cái xe mà lên trên bề mặt của quảng trường. Chính vì thế mà cái đường này là được làm bằng một cái đường bằng chứ không phải là bậc thang. Và với thiết kế hai bên là hai cái đường như này, ở giữa là cái bậc cầu thang đi lên. Thì cá nhân Minh Toàn tin tưởng rằng sau này đây là một cái nơi mà có thể nói là thu hút rất là nhiều du khách ban đêm, mà hầu như có lẽ rằng là khi nào du khách đến đây thì cũng đều vào cái quảng trường này cũng lên. Đây, các cái cây này mới được trồng thôi. Cây này cây đa mới được trồng thôi nhưng mà gốc rất là to luôn. Chắc cái phải như Minh Toàn là phải 1, 2, 3, 4 người
5 người ôm, 5 người ôm gốc này. Anh ơi, cái quảng trường này gọi là quảng trường gì anh nhỉ? Dạ vâng, cảm ơn anh. Có nhiều người thợ làm đây nhưng mà không biết là quảng trường gì. Còn có một chú bảo đây là quảng trường mặt trời. Và chúng ta nhìn thấy một cái xa xa đầu kia đấy các anh chị kìa, đấy là cái vòng quay mặt trời. Đây, cái nhấp nháy xa xa mình toàn phải zoom lại gần cho anh chị nhìn thấy rõ hơn. Đấy, đấy, cái mà đang xoay cái này. Đấy, đây là cái vòng quay mặt trời. Vòng quay mặt trời này thì chúng ta đi cáp treo từ bên bãi cháy này đi sang kia bên Hòn Gai. Và cái đấy là nằm bên Hòn Gai rồi. Đấy, nhưng mà đứng ở quảng trường này chúng ta có thể là quan sát được nhiều, rất là nhiều cái nơi. Và bây giờ thì đây, cái quảng trường này là một trong những cái là cái quảng trường mà lớn nhất ở Quảng Ninh bây giờ. Được làm, được xây dựng với như thế này thì với tiết độ này thì Minh Toàn nghĩ là sắp đi vào hoạt động rồi. Và đây là những cái hình ảnh mà đang xây dựng, sau này đi vào hoạt động thì chúng ta sẽ nhìn lại được cái tư liệu mà khi mà nó đi vào hoạt động rồi thì nó sẽ như thế nào và chưa đi vào hoạt động nó như thế nào. Và trước mặt chúng ta là cái khu phố cổ của Hạ Long, Quảng Ninh. Khu phố cổ này thì Minh Toàn sẽ gửi đến cô chú và các anh chị qua một số cái video khác để xem những video mới về Hạ Long nói riêng và về Việt Nam nói chung, cuộc sống của Hạ Long hay cuộc sống Hà Nội, cuộc sống Việt Nam. Rất mong cô chú và anh chị hãy nhấn nút đăng ký kênh, đăng ký miễn phí để chúng ta theo dõi những cái video mới và là người đầu tiên được xem những video mới về cuộc sống Hạ Long, cuộc sống Hà Nội hay cuộc sống Việt Nam nói chung. Cảm ơn cô chú và các anh chị rất là nhiều khi mà đã dành thời gian xem video này. Hẹn gặp cô chú và các anh chị trong những video tiếp theo.